Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà phố 3 tầng với cái diện tích là chiều rộng là 6m, chiều dài là 14m. Và nhà này được mình thiết kế cho một cái gia chủ ở tỉnh Tuyên Quang các bạn. Và cũng thông qua video này xin phép bạn Tiến, chủ nhà, để cho mình thực hiện cái video này gửi đến cho quý vị, bà con, cô chú bác và anh chị tham khảo. Và trải qua một cái thời gian dài giữa mình và phía bên bạn Tiến, chủ nhà, phối hợp thực hiện, thì cuối cùng sản phẩm cũng đã được hoàn thành. Và cũng xin chúc mừng Tiến đã có được một cái ngôi nhà như mơ ước. Và cái nhà này nó hiện tại cũng đang trong quá trình xây dựng phần móng các bạn. Chính vì vậy mà mình muốn lưu giữ lại cái kỷ niệm này cùng với Tiến ở cái mẫu nhà này. Đó cũng chính là cái lý do mà mình thực hiện cái video này. Nhà này được thiết kế 3 tầng các bạn, và công năng của nó là 3 cái phòng ngủ, một cái phòng khách, 3 cái nhà vệ sinh, một cái phòng thờ, sân thượng. Về cái tông màu sử dụng thì mình sử dụng cái màu trắng làm chủ đạo các bạn, còn cái màu nhấn là cái màu nâu và cái màu vàng cam các bạn. Thì người gia chủ đưa ra một cái phong cách thiết kế rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết cầu kỳ và phức tạp. Và với cái mẫu nhà phố như thế này thì ở khu vực miền Nam của mình đó các bạn, thì cái chi phí phần nhân công xây dựng khoảng 1,2 triệu cho đến 1,3 triệu các bạn. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà phố như thế này thì gồm có vật liệu và nhân công thì giá nó dao động từ 5 triệu trở lên nha các bạn. Thì đây cũng chính là một cái phần mà cái bà con mình cũng rất là quan tâm về cái phần giá nhân công và giá hoàn thiện của một cái ngôi nhà phố đó các bạn. Về cái phần cửa đi và cửa sổ của nhà này thì được sử dụng cửa nhôm sinh hoa nha các bạn, để tạo cái độ sáng và cái độ thanh mảnh cho cái ngôi nhà này, thì sử dụng cái nhôm sinh hoa màu trắng nha các bạn. Còn cái lan can thì được thiết kế là cái lan can sắt để tạo một cái điểm nhấn nhất định cho cái ngôi nhà này. Thì ở cái mặt tiền các bạn sẽ được nhấn giá bằng hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ lớn và một cái cửa sổ nhỏ, và kèm theo đó đó chính là những cái chỉ hồ để phân cách giữa những cái mảng màu, cũng giống như là làm cho cái mảng tiền mảng tường nó trở nên sinh động hơn các bạn. Cái nhà phố này do hai bên nó đều có nhà hết nha các bạn, để tạo cái sự thông thoáng, lưu thông gió và ánh sáng tốt cho cái ngôi nhà này. Thì ở trên cái phần mái ở phía trên nó được định làm một cái giếng trời tại cái vị trí cầu thang này các bạn. Thì cái phần này là mình cũng nên rất là lưu ý, vì nếu không bố trí cái giếng trời cho cái nhà phố như thế này thì ngôi nhà mình nó trở nên nó bí và nó bức bối lắm nha các bạn. Việc lưu thông gió và ánh sáng nó không tốt. Cái đèn gang tại cái vị trí ban công đó các bạn, thì cái sản phẩm là mình thiết kế là chỉ là cái ban công sắt để tiết kiệm cái chi phí
nếu như mà mình thay đổi lại là cái ban can 19 cường lực thì nó cũng rất là đẹp các bạn, nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì cái giá thành của ban can 19 cường lực thì nó cao hơn nhiều so với cái ban can sắt như thế này nha các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà phố 3 tầng đối với những cái lô đất ở những khu dân cư, lô đất có diện tích khiêm tốn mà cái nhu cầu sử dụng của mình thì cao, thì buộc lòng mình phải nâng tầng, gửi đến mọi người sự tham khảo và sự lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một cái ngôi nhà mơ ước. Và kèm theo đó là về cái phần và giá nhân công và giá xây dựng để mình có thể cân nhắc về mặt chi phí để hoàn thiện một cái ngôi nhà như thế này. Và video của mình là đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn nhìn ngắm lại cái vẻ đẹp kiến trúc của mẫu nhà phố 3 tầng này nha các bạn.